Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Ok các bạn, có nhiều bạn nói là nhà Nam có mấy cây mai bự quá. Quay mấy cây mai cho các bạn coi chơi ha. Cây này nằm ngay trước cổng nhà, một cây mai rất là to. Cây này mà Tết là lặt lá là cũng phê á. Trong quá trình mình xây nhà là mình có vô tình mua được nguyên cái vườn mai của anh kia. Ở nhà có ông chuyện anh bán lại cho mình. Mình nhớ lúc đó là 21 cây mai mà mua có 180 triệu à. Cái da nó xù xì lên á, cảm giác nó lão, nó già. Cái này gọi là cây hồng sim gì đó. Mà theo quảng cáo là trái nó bự vậy nè các bạn. Mà mình trồng tới nay cũng mấy năm bắt đầu có trái, nhưng mà sao trái nó không lên bự được nha. Biết có thiếu chất gì không hay là bị gạt hay là cũng không biết. Cần hai bên trao đổi với nhau là sẽ chốt deal được. Nhưng mà nhiều người nói vô đây thấy nhà giàu quá, trả giá không dám trả luôn, là mình cũng không bán được cây luôn. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, có nhiều bạn nói là nhà Nam có mấy cây mai bự quá. Thì hôm nay quay mấy cây mai cho các bạn coi chơi ha. Đây, một cây mai. Cây này nằm ngay trước cổng nhà ha. Đây, cổng vô. Vô là sẽ có một cây mai rất là to. Ô, quay cây mai mà gặp nhông gào. Trốn rồi. Đây các bạn, cái mai này thì nó rất là to ha, mặc dù là nó không có được một cốt đó, nó nhiều thân nhưng mà nó rất là to, cổ thụ đó, và cái tàn nó rất là tốt. Cây này mà Tết là lặt lá là cũng phê á. Để Tết này là tới khúc là lặt lá sẽ quay cái series về những cái công việc mà chuẩn bị cho cái Tết nguyên đán, để cho có cái không khí Tết hấp dẫn hơn các bạn ha. Đây, dòng này ôm này, quanh này cũng chà bá lửa. Thì đây là cây mai mai năm cánh ha, mai thường thôi, không có ghép ghiếc gì hết trơn á, thì chơi nó bền. Cũng có năm nó sung, cũng có năm nó ra bông là kín mít hết luôn. Mặc dù là bông nhỏ thôi, bông năm cánh thôi, nhưng mà nó phủ kín hết cái cây luôn, rất là đẹp. Nhưng mà cũng có năm thì nó bị ra sớm, có năm nó ra trễ. Cũng hên xui từng năm mà. Cây càng lâu năm thì nó càng khỏe. Ngày xưa mình cái dàn cây này được trồng cùng lúc với xây nhà. Cái nhà này xây chắc cực 14 năm rồi quá. Tới không ta? 14 năm rồi quá. Thì cái cây này cũng được trồng xuống đây. Đợt đó mình vừa xây nhà, trong quá trình mình xây nhà là mình có vô tình mua được nguyên cái vườn mai của cái anh kia. Ảnh nhà có ông chuyện anh bán lại cho mình. Mua xong về có chỗ trồng luôn. Rồi cũng bị chết một hai cây các bạn. Một hai cây bự. Có một cây bự hơn cây này nữa, một cốt. Đẹp lắm, nhưng mà mình trồng ở bên nhà ngoại, bên hàng cám bên này. Này cây linh sam nè. Này linh sam nó lúc trước mình để mấy cái chậu đây, linh sam tới mùa nó ra bông, nó rớt cái trái xuống, cái tự nó lên cây luôn. Mình thấy nó thành cái nhóm rừng cũng đẹp đẹp hơn, để tự nhiên luôn. Thành cụm rừng. Cây này thì nhiều người vô đây ấn tượng với này, cây này là cây sập nằm ha. Mình cũng mới cắt tỉa trong cái mùa mưa để cho nó sợ nó ngã. Với lại nó che nắng mấy cây mai này, chỗ nó dài qua tới đây nó che, nó chụp mất cái nắng làm hư cái mặt bên này. Đó. Cho nên là mình mới tỉa, nó đang mọc ra lại. Tết lặt lai cây mai này là phê luôn, mà ra bông đã lắm. Bên này cũng gọi là mai, nhưng mà cái này gọi theo cái tên thôi chứ còn nó không có liên quan gì với mai á. Gọi đây này gọi là mai xanh các bạn. Cây mai xanh. Nó thì khi mà nó mới ra bông á thì nó màu tím ha. Nó sắp tàn á. Nó già rồi á thì nó ra màu xanh này. Chính vì vậy mà người ta gọi là mai xanh. Đó. Cái mai xanh này á khi nó già á, buổi chiều cũng đẹp lắm nha. Hồi xưa ai mà đi học á, mấy cây đó chắc cây dầu quá. Mấy cây cổ thụ bự dầu nè, xưa mình học trường mình ở đường trường Võ Trường Toản với lại trường Trưng Vương á, trên đường Nguyễn Bính Khiêm á. Ngay Sở Thú á. Thì đó có mấy cây rất là bự, không biết phải cây dầu không nữa. Nếu mà không phải bỏ qua. Nó có cái hình giống như trái cầu vậy các bạn, cái trái của nó rớt xuống. Rất là đẹp. Nó xuống nó xoay vòng tròn này nè.
cái máy cái này cũng vậy, máy này mà nó rớt xuống cái nó sẽ ra cái nó xoay xuống vòng tròn nè, nó là những cái này nè, à nó như ngôi sao năm cánh vậy nè, thằng bi nó khoái ra đây nó chơi gió nó xoay xuống. Thì cái giống mai xanh này là của Thái ha, của Thái thì nó rộ, còn của Việt Nam thì nó không, nó khó trồng hơn, nó khó ra bông hơn, nó không có rộ. Ở này nó rộ, bạn thấy không? Cái cây này chịu nắng luôn nha. Thì lúc đầu là này của phụ huynh trồng, của ba trồng, tính trồng lên cái vàng đây thôi, xong rồi cuối cùng nó leo lên cái lan can luôn. Thì bây giờ đang nó từ từ nó bò ra phủ kín cái lan can này luôn ha. Trong tương lai chắc khoảng năm nữa quá là nó phủ kín nguyên cái lan can đó, nguyên cái vàng mai xanh luôn, rất là đẹp. Còn cái mặt tiền bên này thì rất là nắng các bạn, cái chỗ này rất là nắng. Cái chỗ này là mình lúc trước mình cũng trồng nhiều loại cây, nhiều loại cây khác nhau, nhưng mà nó nắng quá, nắng quá nó chịu không nổi chỗ này, chỉ có cây mai xanh này nó ok thôi. Nó đậu lên nó phát dữ luôn á. Còn cái vàng bông giấy cũng vậy, vàng bông giấy ngày xưa là mình ngày xưa nó leo qua xong mới ghét tạm bợ vài cái cây thôi, làm cái vàng cho nó leo. Cái không ngờ là nó phát triển tốt quá, cái vàng này ngày nặng, nó nặng quá, xong em bữa là mưa lớn rồi nó ngã nguyên cái vàng này xuống luôn. Cho nên là cái khung sắt chỗ này là mới làm sau này đó, thì nó chưa có phủ ra hết, chứ còn cách đây vài tháng là nó phủ kín luôn, nhưng mà trong một cái đợt gió là nó banh chành hết rồi, phải cắt xuống lên lại. Ok, quay trở lại đề tài mai đi, lan man quá. Đẹp lắm cái mai xanh này, lúc mà nó ra nguyên một cái mảng luôn, màu tím xanh rất là đẹp. Lúc trước là hai bên cái cửa này là hai cái chậu mai ha, hai cái cây mai nằm trong những cái chậu rất là lớn. Nhưng mà ở một thời gian thì thứ nhất là cây trong chậu là nó tất nhiên là nó sẽ không có phát triển tốt bằng cây dưới đất rồi, tại vì nó bị hạn chế bởi chậu đồ này nọ mà. Nhất là mấy ngày Tết đó các bạn, mấy ngày Tết thì mấy anh mà giúp đồ này nọ, giúp việc mà lo việc chơi vườn tược á, về quê á, rồi mấy ngày đó khách khứa đồ nhiều, thế nhiều khi cũng nhậu nhẹt vui vẻ xong mới quên tưới, cây nó yếu. Cho nên là sau này cho xuống đất hết, trồng mai xuống đất hết luôn. Đây cũng là một cây bự khác. Đây. Nhà mình thì xây theo hướng ha, có nghĩa là cổng chính thì hướng đó theo mặt đường. Còn đúng ra cái nhà mình là cái cổng này sẽ vô chỗ này. Đây mới tính là cái hướng nhà. Hướng nhà thì hướng này, hướng cổng thì hướng bên này. Cho nên là ngay hướng cổng có một cây mai lớn. Ngay trước cửa ông khách thì cũng có một cây mai lớn nữa. Cây này thì một cốt hơn. À, lâu đời dữ lắm à. Này nuôi mấy chục năm nữa. Cái này bạn thấy là Tết vừa rồi xong á, là sau khi mà lặt lá hết ra bông rồi, cuối cùng là cắt tỉa bông rồi hết á, thì có lấy đồ đánh chà mấy cái rong rêu trên cái thân cây ha. Đó thì bây giờ một năm sau đầu nó rêu nữa. Có thể qua Tết nếu mà thấy rêu nhiều quá là lại chà tiếp. Cái này chà nó sạch, cái da nó sạch thì nó dễ thở, cây nó khỏe hơn. Còn nếu mà rêu nó bám vô hết đây thì cây nó không khỏe, khó thở. Nè các bạn thấy cây nó có khả năng nó dính vô nhau hết nè. Ví dụ như cái thân này nó lên. Còn cái nhánh này nó ra từ đây ha. Nhưng mà lâu đời đầu nó chèn vô nhau. Ban đầu nó hai cây rễ chèn vô nhau mà thời gian quá lâu, đầu nó dính thịt vô nhau luôn, thấy không? Hả? Và nó y như là nó dính vô cái thân này luôn. Cây này xuất phát từ bên này. Cái này ngày xưa mình mua nguyên cái vườn mai này cũng rẻ các bạn. Nói chung là lúc đó mình tính là nguyên cái vườn cây bự giống vậy, cũng có mấy cây nhỏ hơn nè, của mày mấy hai cây này cũng là trong cái bộ đó mình mua, hình như là mình nhớ lúc đó là 21 cây mai mà mua con 180 triệu à, giờ chắc mua không nổi.
Đợt đó người ta kẹt bán đây. Đây cũng là cây mai ha, cũng đang rất là tốt. Mà cái này dạng chung thôi, cây này bự nè. Cây này lúc trước là nằm trong cái chậu để trước nhà, nó rất là bự luôn. À, nhưng mà để trong chậu á, thì nhiều khi tưới tắm nó không có kỹ. Ví dụ như nhiều khi quên các bạn, ví dụ như mình thấy trời mưa thì mình không đi tưới cây, nhưng mà mình quên là mấy cái cây trong chậu á nó không có được như cây ngoài đất. Thấy không? Mưa thì nước nó xuống ngoài đất thì cây nó vẫn uống nước được. Còn cây trong chậu thì nó đâu có lấy được nhiêu nước đâu. Thấy nó có thời gian nó cũng suy. Bây giờ mình cho xuống đất là im re luôn. Mà đặc biệt là mai thích trồng trên những nơi đất nó thoáng ha. Ví dụ như bạn thấy ở dưới kia là nó thấp. Ở trên này là cái nhà mình trước đầu thiết kế là mình đắp theo cái kiểu đồi. À, lúc đó thích cái kiểu nhà giống Đà Lạt rồi á, đắp cái đồi lên cao. Thì cái cây mai mà trồng ở trên cái luống cao nè, nó thoát nước ở dưới tốt á, là cây nó rất là khỏe. Cây này từ lúc xuống đất là nó khỏe hơn rất là nhiều, nhìn lá nó mướt. Bồng kính hết luôn á. Có một năm mình năm mà nó khỏe nguyên cái cây mai này nè. Là nó kín rực luôn, không có một cái lá luôn. Năm đó mai nó cực tốt luôn, không có một cái lá xanh hết, nguyên một cây vàng rực. Chụp hình lên nó đẹp y như bên mùa thu Hàn Quốc, Nhật Bản đâu vậy đó. Không có lá, cây không. Đây các bạn, bạn thấy nè. Đây cũng là một cây mai xanh, trồng nó bò ở leo. À, lúc đầu nó leo tới cái điểm ngay chỗ đó thôi. Rồi nó phát triển tốt quá, đậu leo lên trên thì ở nhà mới làm thêm cái vàng cho nó leo nữa nè, thấy không? Rồi mốt nó leo nó sẽ rủ qua hết phía bên này luôn. Ừ. Sẽ rất là đẹp. Mai xanh cũng trồng bên kia nữa kìa. À. Còn này mấy cây thala. Thala bữa nó phát triển cao quá, nó đâm vô cái chuồng chim. Đâm ra là cưa ngang hết luôn. Bây giờ hạ thấp cái tổng chiều cao của cái cây xuống cho nó thấp vậy thôi, rồi đợi nó ra tàn dù với mình bấm lại cho nó gọn gàng, nhìn nó cũng thoáng mắt hơn. Đằng kia là một cây mai bị chết, các bạn thấy không, đang cho bông giấy leo lên. Này xuống đây nhìn cây mai này bự khủng luôn. Cũng hên là lúc đó có duyên mua được mấy cây mai này trưng trong nhà, chứ giờ mua là mua không nổi. Mai thì mình thích những cây dạng cổ thụ bự hơn là những cái cây trong chậu. Cho nên là Tết ở đây không có đi mua mai. Tết ở đây là lặt lá xong rồi cho mai nó phát triển, chơi mấy cây dưới đất không à, chứ không có mua những cái đi chợ hoa mua cây mai về. Nhưng mà vẫn ghiền mai, nói chung có những cây mai rất là khủng các bạn. Ghiền luôn á. Không có tiền mua thôi. Mấy tỷ mà nhìn đã lắm. Trời. Gốc này bự à. Thì đợt đó có một cây bự nhất. Một cái cây bự nhất trong cái đám mà mình mua là bị chết các bạn. Uổng. Nó một cốt mà nó hoành nó chập bái nè. Mà mai tàn, mai cổ thụ á, tàn cổ thụ không à. Về nó quá trình vận chuyển nó bể bầu rồi về chết, uổng ghê. Cũng hên là để dành được mấy cây. Cây này nằm nhà này 14 năm. Đây ngay dọc hồ bơi thì cũng có mấy cây nữa. Cây này có một thời gian nó yếu, tưởng đi bụi luôn. Sau đó nó hồi lại. Cây bên này là một cây mai quế, cốt đồ đẹp lắm, nhưng mà nó mai quế khó trồng, không sung. 14 năm rồi mà nó cứ eo ụt hoài. Hô luôn. 14 năm mà nó cứ eo ụt hoài à. Mà cốt nó đẹp lắm. À, cốt nhìn hướng này đẹp nè. Rất là đẹp, nhưng mà nó khó bắt rễ, nó không sung. Có cây nó sung, có cây nó không sung. Mấy này là phân bò nè các bạn, rải phân bò.
Cây cốt đẹp quá trời. Đây bên này cũng là một cây mai rất là đẹp. Sung. Bạn thấy là mai mai mình trồng trên mấy cái luống cao cao thì nó tốt. Mai này xù luôn nè. Da xù 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 già khăn luôn. Mấy rêu này là mọc tự nhiên ha các bạn ha. Mùa rồi là mùa mưa. Với cái cây này cái tán nó tốt, nó làm chỗ này nó mát. Đó, cho nên là ra những cái mảng rêu nè, đẹp lắm nè, xanh rì rào luôn. Cái này chơi bonsai ấy. Vô chậu mới xong rồi ra khửi cái lớp mặt này lên. Khửi lớp mặt này lên đắp. Đây. Đắp cục cục cục. Xưa chơi bonsai rồi đó, lúc đi đắp rêu rồi cũng thích lắm. Đắp xong nhìn cái cây nó tự nhiên. Tới mùa nắng quá rồi nó thiếu nước, thiếu ẩm á. Bắt đầu nó giống như nó chết đi. Rồi tới mùa mưa năm sau bắt đầu nó lại mọc lại. Các bạn coi cái cốt cây này đã nè. Mà nó già, nó xù ha. Giờ kiếm mấy cây mai này có nhưng mà sẽ tốn rất là nhiều tiền ha. Nè, nhìn cái góc bên này cũng đã nè. Mỗi năm coi như là để lặt hết vàng mai ở đây mà tập trung toàn bộ lực lượng. Tại vì lặt mai thì phải lặt đúng thời điểm và gọi là sao ta? Phải liên tục chứ không có làm kéo dài được, để cho hoa nó nở đúng vụ và nó nở đồng đều á thì phải làm nhanh. Thì trong vòng khoảng 2-3 ngày là phải dứt điểm hết nguyên vàng mai ở đây. Mai xù luôn nha. Mà bây giờ mấy này nó cũng nhiều cái hay lắm, mình chưa có thử nhưng mà thấy có người ta bán cái keo tạo độ xù. Thì theo mình được biết mấy cái vỏ mà nó sần sùi vậy nè là nó do cái một cái loại cái con kiểu con vi trùng gì đó, con trùng gì đó, nó làm cho cái da nó bị sần sùi lên. Nó là một cái kiểu dạng bệnh á, nhưng mà bệnh nó không có gây hại lắm mà vô tình nó lại tạo cho cái cây mai nó có cái độ già, cái da nó xù xì lên á, cảm giác nó lão, nó già ha. Thì nó cái đó hình như là lúc đầu nó người ta cũng chọn lọc. Vô tình ta trồng có cái những cây nó xù lên thì nó người ta kêu là mai xù, nhìn nó già cỗi hơn. Còn bây giờ có cái loại keo thấy có người bán á, mà không biết tác dụng như thế nào. Keo tạo độ xù. Chân đế cục hết nè. Đó, như mấy cây này trồng một lượt hết nhau hết luôn á. Mà cái cây mai kia thì nó không phát, còn cây này nó phát. Đẹp. Cây này đỉnh á. Bướm. Tới mùa Tết á là mai nó nở rộ á, bông á. Cho nên là ong bướm rất là nhiều ha. Mùa xuân nhìn cũng thích lắm. Ong bướm nó bu lên cây mai vàng rồi. Nó kín đẹp, cây này bông cũng bự lắm, bông đẹp. Mai này tự nhiên thì nó dễ chơi, nó khỏe hơn. Còn mấy anh mà ghép á thì nó khá khó hơn. Nè, như bạn quay kêu nhìn cây mai coi vàng lá tốt không? Hãy coi Tết này bông biết đồ nó làm sao. Nè, như cây chỗ này nè thì nó đi bụi rồi. Cũng rất là to nhưng mà đi bụi rồi. Nó trồng thấp quá. Đây nó giống như nó bị ngập nước hay sao không biết. Uổng, gốc cũng bự. Mà khô chết khô rồi. Mình đang cho cái cây bông giấy nó làm cái thân để nó leo lên. Leo lên cây mai này. Cây này là cây này trồng cũng lâu đời à. Cái này gọi là cây hồng sim gì đó. Không biết của nước nào quên mất tiêu rồi.
mà theo quảng cáo là trái nó bự vậy nè các bạn, bự vậy nè, chắc bự hơn trái xoài quá, bự lắm. Thì mình thấy cũng hay hay, hấp dẫn quá mình mua. Mà mình trồng tới nay cũng mấy năm bắt đầu có trái, nhưng mà sao trái nó không lên bự được nha, nó cứ đẹp đẹp vậy, xong ấy nó ăn nó chắc ngầm à, không biết có thiếu chất gì không hay là bị gạt cũng không biết. Nó không có to, còn cứng ngắc à. Để dưỡng dưỡng coi lần này coi lên được hay không, cũng chăm sóc tới lắm á chứ, muốn ăn thử cái vị của nó như thế nào. Nói chung là có mỗi người mỗi kiểu ha. Ví dụ như có người á, người ta thấy giới thiệu cái loại trái cây đó ấy, người ta mua về người ta sử dụng người ta ăn luôn. Còn mình ví dụ thấy giới thiệu cái loại trái cây đó là mình muốn mua cái cây về tự mình trồng ra trái mình ăn, chứ mình không có muốn mua cái trái đó ăn liền à. Nên bữa mình thấy giới thiệu trên mạng cây này ấy, mình mua về trồng tới nay luôn mà vẫn chưa thưởng thức được trái đó. Còn cây nho thân gỗ á cũng vậy, hay người ta quảng cáo cây nho thân gỗ ấy, mình cũng mua cây con. Nhớ cách đó cách đây khoảng chắc 8 năm về trước, một cây nho thân gỗ đó bán hình như là 120 một cây, cỡ này, cỡ con út. Mua về trồng 8 năm mới ăn được trái nó. Cũng ngon ngon, nho thân gỗ. Mua 10 cây, trong quá trình trồng 8 năm chết, lai còn được đúng 3 cây. 3 cây trồng trong kia yên ổn rồi, năm vừa rồi mưa quá nhiều đi. Năm vừa rồi không biết nước từ đâu mà mưa rất là nhiều, mà đặc biệt là cái khu vực này cũng mưa rất là nhiều. Kết hợp với lại chiều cường lên, nước sông lúc nào lên cũng rất là cao, rồi cái lượng mưa ở trên đổ xuống thì lớn, nguyên cái vườn trong kia nó bị ngập. Thì ba cây nho thân gỗ chết thêm hai cây nữa bị úng rễ, giờ chỉ còn một cây duy nhất thôi. Mà cái cây đó lại chưa ra trái, cái cây cho ra trái thì chết mất tiêu rồi. À đủ đủ nè. Thấy đủ không? Sai quả. Đất ở khu vực mình trồng đu đủ cũng ngon lắm, thơm ngon. Mà cái trái cây bây giờ các bạn, trái cây bây giờ nó áp dụng khoa học công nghệ đồ nhiều vô á, thì nó cũng có mấy cái mà mình cảm nhận. Thứ nhất á là thời gian nó có sản phẩm để mình ăn nó rất là nhanh ha. Chất lượng ví dụ như trái mít đi, trái mít rồi mấy trái đu đủ rồi này nọ đó thì chất lượng cũng ngon, ổi đâu vậy chất lượng cũng ngon, thời gian cho ra trái đồ để ăn á, cũng nhanh, nhưng mà nó không bền các bạn. Có cây ăn đúng một mùa, mùa sau bắt đầu dở ẹt luôn, giống như mấy cây ổi. Trái trồng cũng ngon lắm, ổi đó kêu ổi Đài Loan hay gì á, trái trồng cũng ngon lắm, một năm là có ăn rồi, mấy tháng là có ăn rồi. Nhưng mà tới mùa sau á, trong trái ổi trời ơi sâu không à, thấy bên ngoài rất là ngon nha, coi như là nhìn là muốn cắn một miếng luôn á, mà lấy dao bổ ra trong hả, sâu nát hết luôn, không hiểu. Mít đồ cũng vậy, mít Thái đồ cũng vậy, trồng mùa đầu ngon lắm, mùa hai đầu nó dở từ từ, rồi cuối cùng là mình phải bỏ cái đó, mình phải trồng cái mới. Hình như cái kiểu nó giờ nó ghép vô làm sao á. Đây là những cái lá xoài bị bệnh nè, nhìn nó ghê quá. Nó nhìn đúng thấy ghê luôn. Ai mà sợ lỗ chứ. Mình đây không sợ lỗ mà nhìn còn thấy ghê nữa. Xoài nhà mình trồng cũng ngon lắm, mà tới mùa nó rộ đi kiếm người cho cũng mệt, tại nó rộ nhiều lắm. Xài đủ thứ loại. Nhiều khi ăn ví dụ như người ta cho, người ta tặng, hoặc đi ra ngoài mua cái ăn thấy ngon, ngon ngay giữ cái hộp lại trồng đó. Trồng xong ấy nó lại ra một đống nữa. Ngày xưa xung quanh cái vườn này nè, trồng đủ thứ loại cây. Mà nó cái này là một cái, cũng là một cái bài học kinh nghiệm luôn. Hồi lúc mới xây nhà thì nguyên cái mảnh đất trống xây cái nhà lên, chưa có cây nào thì thấy rất là trống. Rồi lúc đó giống như là đang hưng phấn mà đang say mê, đầu đi mua những cái cây về, những cái cây cổ thụ, rồi những cái cây hot thời điểm đó, giống như là con cây Osaka hay bò cặp vàng á,
trồng kín mít luôn. Rồi xoài cũng trồng cái khoảng cách sát 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 nhau. Tại vì lúc đó nó chưa có phát triển, nó chưa có xâm xê. Đâm ra là mình trồng cái khoảng cách nó sát sát thì mình thấy nó bình thường. Tới lúc nó phát triển ra, đầu tán nó rộng ra, bắt đầu lại kín mít luôn. Đó, kín mít rồi đầu phải bỏ bớt cây đi, rồi phải di dời những cái cây ở xa xa ra. Thì cái vườn bây giờ nhìn nó mới thoáng. Chứ ngày trước trồng cây, mấy cây đa, cây si đồ, rồi cây sọp, cây đồ các bạn. Lúc mới đem về thì nó chưa có tàn. Tới lúc mà nó có tàn nó phủ ra, rồi rễ của nó đâm xuống, trời nó kín mít luôn. Cái vườn lúc đó nó mũi không à. Đó, thì sau này bắt đầu cải tạo lại, nhìn nó thoáng mát, nó rộng hơn ha, nó không có còn lùm xùm nữa, đỡ mũi hơn. Nhiều người nói sao nhà biệt thự mà để cây phượng vô, thì tại vì thích cây phượng các bạn. Cây phượng nó nói chung là mình thích cái cây nào mà nó đại diện cho một cái mùa nào đó, cây nào đặc trưng. Ví dụ như mình hình dung đi, tới mùa hè tự nhiên mình thấy cây này nó nở bông là mình biết tới mùa hè. Mình thấy cây mai nở bông mình biết tới mùa xuân rồi, kiểu dạng vậy á. Mỗi một cái mùa nó có một cái cây đặc trưng thì thích trồng cây phượng đây. Tại cái trong cái căn biệt thự thì giống như cái cây đó là nó nằm ở vị trí trung tâm. Thì so với những cái cây kia, ví dụ như cây bự đằng kia, cây đa long, thì cây phượng nó là một cái cây nó bình dân hơn. Lại nhiều người thắc mắc là có cái ý nghĩa gì đằng sau nó khi mà đặt cái cây phượng vô cái trung tâm của cái nhà không, thì thật ra tại thích thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì đằng sau đó. Thích nó là nó đại diện cho một cái mùa nào đó. Nhìn vô là mình sẽ thấy biết cái mùa đó liền. Đây cũng là một cây mai xanh mà nó... Mai xanh này nó dạng cây phải không Thơm? Mai xanh Đà Lạt đó. Đó, này mai xanh Đà Lạt nè. Đó, nó không có gọi là chịu... Nó không có khỏe như cây giống của Thái Lan ha. Cây này nó ít bông hơn. Cũng có nhiều anh có những cái cây mai xanh bonsai rất là đẹp luôn, nhìn rất là mê. Đó, và người ta trồng... Cái cây này nếu mà cái người ta trồng vô chậu bonsai thì nó rủ cái bông xuống cũng đẹp đó bạn. Nhìn nó giống gì? Tử đằng, cái bông nó xíu xuống màu tím nè, đẹp, cũng đẹp. Thì nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà cái này nó dạng cây, còn kia nó dạng dây leo. Nó phát triển tốt hơn. Mai xanh này của Đà Lạt. Đây cũng là những cái mai. Mai này ngày xưa là mình cũng mua cả vườn luôn, nhưng mà nó dạng cây nhỏ, cây chậu rồi nè, cũng cả trăm chậu á. Xong rồi chơi rồi tặng rồi bán rồi chết rồi tùm lum á. Giờ còn mấy cây này cũng hơi làm biến trăm. Ở này linh xa ngày xưa nó mọc xuống cái nó rớt xuống cái hạt á, xong rồi giờ nó lên cái bụi cây nè, để nó ra tím tím. Anh em nào mà chơi bonsai, chơi mấy cái cây phôi rừng đồ á, là nhớ cái thời điểm ngày xưa, cái thời mà vẫn còn hoạt động website Cây Cảnh Việt Nam á. Cứ khoảng 7 giờ anh em đi rừng, đi ra đảo khai thác linh sam, sam núi, hải châu, bằng lăng, cẩm thị lọ nồi tùm lum hết đó. 7 giờ anh em về, đầu anh em đi rừng về, đầu cưa cắt rồi làm vệ sinh, rồi đầu anh em chụp hình xong rồi mỗi cây là một số, bắt đầu post lên diễn đàn đó, lên diễn đàn Cây Cảnh Việt Nam, đầu mọi người thành viên vô coi chọn cây nào đánh giá. Ồ, thời điểm đó đua ghê lắm. Ví dụ như anh em để cây số 1 350, có cái hình cái phôi, anh em lên một loạt hình ở đây, mấy người coi đầu vô, mình cũng đấu giá lúc đó 1357 rồi bấm tí tí tí. Trời, cứ mỗi ngày nào cũng mua mười mấy 20 phôi, cứ ngày mua mười mấy 20 phôi. Phôi 350, 250, 400, 500, phôi bự, có những cái phôi đẹp triệu mấy đó, mua rất là nhiều luôn. Hầu như là ba mình nói mình bị nghiện luôn, mà lúc đó đúng là bị nghiện thiệt. Coi như là cứ 7 giờ là cái canh lên diễn đàn mua. Ngày nào cũng tốn mấy triệu tiền phôi về chậu. Mà được cái ở đây mình là ở Bình Dương. Rồi mấy
mấy chú mấy bác rồi mấy người quen của gia đình thì làm bên mấy cái lò cũng nhiều quá, cho nên là có mấy cái giỏ chậu mà dạng chậu men nè, chậu giống kiểu dạng vậy nè, hàng dư rồi người ta phải chất vô, ví dụ như mỗi cái đơn hàng để giao cho khách hoặc xuất khẩu rồi đó, ví dụ người ta đặt 1000 cái thì mấy cái lò người ta phải làm dư ra để trừ hao, ví dụ người ta làm 1100, 1200 gì đó thì bắt đầu dư ra thì người ta cất trong kho, rồi tới lúc người ta cần dọn kho đi á thì kiếm người cho đó. Mình cũng may mắn là mấy cái chậu đó nhiều lắm, mặc dù là nuôi cây nó cũng nặng nề các bạn, dày cui à, nặng nhưng mà có còn không đỡ tốn tiền đó, chậu đó cũng nhiều, cho ngày nào cũng mua 2-3 triệu tiền phôi về đó, về đầu ươm lên trồng đó, rồi có một anh nữa cũng phụ sữa đồ này nọ cũng vui, nhưng mà cực các bạn. Làm bonsai hồi xưa cũng có, hồi xưa mình làm bonsai cũng buôn bán, nhưng mà buôn bán bonsai nó cực, tại vì thứ nhất là mình thứ nhất là đây là cái không gian nhà ở, thì nói chung là nó cũng không gian riêng chứ không phải là một cái shop cây cảnh hoặc là cái quán cà phê để mở cửa cho mọi người vô thoải mái, thì nó nói chung cái người ta vô người ta cũng ngại ha, nên là cái nhà riêng, đâm ra cái người mà người ta muốn vô tham quan coi cây mua cây rồi người ta cũng ngại. Nhiều người nói vô đây mua cây, nhiều cây thích mua nhưng mà không dám trả giá đâu, tại thấy nhà giàu quá. Nhiều người ta nói vậy thì nó thiệt thòi quá trời, ở đây nhiều khi muốn bán cây mà chỉ cần hai bên trao đổi với nhau là sẽ chốt deal được, nhưng mà nhiều người nói vô đây thấy nhà giàu quá trả giá không dám trả luôn, là mình cũng không bán được cây luôn. Thì có những cái đó nó rất là thiệt thòi luôn. Cây này là cây mai tứ quý nha các bạn ha, mai tứ quý tức là mai bốn mùa đều nở à. Để trái đó rồi bán cây cũng cực các bạn. Bán tại chỗ á, thì đó như vừa chia sẻ là nó không bán được nhiều á, tại vì cái ngoại hình này nó hoành tráng quá, nhiều người nói không dám tới coi luôn, thấy biệt thự nhà riêng mà bự quá, nhiều người ngại không có dám nói chuyện luôn á, rồi nhiều khi muốn nhắn tin nhưng mà người ta cũng thấy ngại á, người ta không nhắn tin luôn. Có người vô coi tới nơi rồi thích cái cây đó quá, rồi nghe giá, ví dụ như mình kêu giá xong ấy, người ta muốn trả xuống mà người ta cũng không dám trả nữa, thế người ta nói thôi cảm ơn đi về, làm cuối cùng là coi như là thay vì win-win thành luôn thành thua hết luôn, mà người mua không mua được cây, mà người bán cũng không mua được cây, ngậm bồ hòn luôn. Thì có những cái vậy, với lại cái bán cho anh em hồi xưa mình bán bonsai á, cũng bán khắp cả nước, bán online luôn, cũng chụp hình lên mạng, lên diễn đàn đó, bán anh em mua cũng nhiều lắm, nhưng mà bị một cái rào cản là vấn đề ship các bạn. Hồi xưa ship hàng, ship cây bonsai cực lắm, có những cây nó rất là nặng luôn, rồi phải đóng hàng rất là kỹ ha, tại vì nó nặng, đâm ra là khi mà bưng lên bưng xuống nó dễ bị rớt rồi đồ lắm, mình mà đóng hàng không kỹ á nó ngã tới ngã lui nó gãy, có nhiều kèo á nhận tiền vô túi rồi mà cuối cùng phải ói ra lại. Ví dụ người ta chọn mua cây đó rồi người ta cũng tin tưởng mình, biết mình uy tín đàng hoàng, người ta chuyển tiền trước rồi mình chỉ ship ra ngoài Hà Nội thôi, ví dụ là vậy, thì mình đóng hàng cũng rất là kỹ, ship ra tới Hà Nội thì bên vận chuyển nó làm gãy một cái nhánh cây, thì các bạn biết là cây bonsai là nó phải đủ tay đủ chi hình hài hết thì nó mới được cái giá đó, ra gãy một tay, gãy tay ối tiền lại hả, rồi nhiều khi hụt hẳn lắm, tiền bỏ trong túi rồi phải ối ra lại nữa, rồi cái cây nó cũng bị hư luôn, mà đâu có trách được ai, đâu có trách ai giờ. Việt Nam mình mấy cái vụ mà ràng buộc cái trách nhiệm mà đền bù của bên vận chuyển đó nó cũng phiền phức lắm, mà nó cũng mệt mỏi lắm, đâm ra là cứ lỗ thì mình cũng lười ship các bạn. Rồi nó cũng có những cái nữa, ví dụ như một cái cây nó nặng mà nó lại không đẹp, nó không đẹp nhưng mà nó bự, có người hỏi mua giá bèo mà làm biến bán luôn, tại bán không được nhiêu tiền á, rồi thao tác để đóng hàng đem đi chở đi nó cũng tốn kém nữa, nhưng mà giờ nghĩ lại á, giờ không bán á thì cũng bỏ hoặc là cứ để hoài ở đây, cho nên là buộc lòng.
nhiều khi bán nó rẻ sình rẻ thúi mà cũng phải ráng bán để cho nó có chỗ trống chứ không phải gì hết trơn. Trời, nhiều cái cây hồi xưa có lúc mà mình chưa chạy chiếc bán tải nè, ví dụ như chở cái cây đó bự chở ra ngoài bến xe miền Đông để ship đi nơi khác tốn hết 500.000 tiền xe tải vận chuyển xuống dưới đó. Rồi trong quá trình vận chuyển đi tới lôi gãy này gãy kia chưa chắc ăn được cục tiền nữa. Nhiều khi bên vận chuyển nó làm hư thế mình cũng phải ói tiền lại cho khách, mệt lắm. Cho nên thôi sau này cảm thấy mình nhưng mà cái đó là ai mà người ta sống chết với nghề người ta vẫn làm được, còn mình thì nói chung mình thấy nó cực quá. Vẫn đam mê yêu thích cây cảnh bonsai nhưng mà mình sẽ chuyển sang trạng thái và mình chơi thôi. À, mình tự làm tự trải nghiệm này, dù mình lưu lại như giờ cái cây mấy cây tùng hoặc là mấy cây cây mai á, mình sẽ dụ như mỗi năm mình đều sẽ chụp vài bức hình đó, xong rồi sau này dù 10 năm mình nhìn lại cái 10 năm trước nó là vậy, 9 năm nó là vậy, 8 năm nó là vậy, coi nó thay đổi từ từ cũng hay. Đủ tới lúc nó chín là chín lượt, còn không thì nó chín mỗi ngày, trái nhắc trái nào vô ăn trái đó. Đây là sau lưng cái phòng của mình, sau lưng phòng mình, còn phòng bên này là phòng kể chuyện ma đó. Đây phòng trước mặt các bạn, phòng trước mặt là phòng thao tác để những câu chuyện vợ kể, là phòng này đây ha. Này là mặt sau nhà mình thì có cái mương. Nếu mà anh em nào mà có coi clip mà mình đi thăm mấy bạn dê đồ này nọ đó là ở phía sau đó, ở phía sau cái nhà này thì bên đó là nhà ngoại của mình. Có nhiều cây anh em cũng cho đây, cây này là cây ớt của Quang Hảo. Đợt trước đi lên Tây Ninh offline bò sát thì Quang Hảo thấy cây ớt nhà Quang Hảo nó đã quá, ngon quá. Hay xin mấy trái về ăn, Quang Hảo nó hồi để em bứng cho anh một cây luôn. Thank you Hảo nhiều nha. Đó. Giờ mà ăn cơm hay gì ra ngắt 2-3 trái vô ăn chứ không có hái trước nó không ngon. À, rồi tới giờ ăn cơm mới ra ngắt 2-3 trái vô rửa sơn cái là múp. Đây là cái ao. Ao này thì nói chung là má mình rất là thích hoa sen ha. Nhưng mà trồng hoa sen nó rất là khó. Thì ngày xưa có trồng hoa sen ở đây. Nhưng mà nước nó không có, thứ nhất là nước nó không có đảm bảo nè. Cái thứ hai là ở này cái mương này là nước nó liên thông với lại sông. Cho nên là cái nó lên xuống theo chiều cường đồ này nọ đó, thì cái hoa sen á hình như là nó cần nước tù, cái mực nước ổn định chứ nó không phải là lúc cần lên cao lúc cần xuống thấp. Sen nó không hợp, còn hàng súng này nó hợp. Hàng súng này các bạn thấy tại sao nó hợp, tại vì nó nằm trên mặt nước, nước lên thì nó lên mà nước xuống thì nó xuống, còn cái con sen thì nó dính nó đựng một cây lên. Ví dụ như nước cao thì nó tới đây, nước nó rút với nó xuống tới đây, nước bên nào nước cao lên tới đây, cho nên nó không hợp với lại cái mương này. Thì mương này là ở đây mình nuôi cá tra bự lắm nè, mấy con cá tra bự lắm. Để hôm nào mà tới đợt kìa, đó quá trời kìa. Không phải cá tra, lộn cái gì ta? Cá chê. Chê. Cá tra nó dành cho công việc khác. Này cá chê. Cá tra luôn chứ. Cá tra này mình nuôi sạch sẽ nó cũng bình thường mà. Cá tra giống cá sa ba hả ta? Cá mà xuất nước ngoài rồi, cá sa ba hay là ba sa gì đó, ba sa đó. Thì để hôm nào mà tới cái đợt thu hoạch cá đó thì sẽ có mấy người xuống kéo lưới đó. Hôm đó mình cũng sẽ xuống chơi luôn, dắt lên cho anh em coi chơi. Đây là cái cống nước á, nó liên thông với cái sông ha, nó liên thông với chiều cường. Nước ở đây thì cũng là nước ra vô đó đó đó. Chuối, mít. Dạ, mệt quá. Ngày xưa có trồng gì nữa ta? Trồng gì cuối cùng
À, đợt trước các bạn thấy không, ngay khúc đó là mình có giới thiệu mấy cái ổi á đó, ngay chỗ mấy gốc nè, xài ra bông quá trời nè. À, nó khi ra bông nó cũng bị rầy bị đồ nhiều. Đằng trước lúc trước là trồng mấy cây ổi á, mấy clip trước á, nhưng mà ổi thì nó giống như mình nói là mùa đầu ăn rất là ngon, mùa 2 bắt đầu nó bị sâu, bỏ luôn. Có mấy cây này là cây gì tự nhiên quên tên, chuỗi hạt hay gì á đó. Đó, nhìn từ cây đa long mình cũng cũng trồng cái vàng, cái vàng mai xanh kìa. Hôm bữa mình tính, bữa mình đi coi kiển lá đẹp quá, mình tính về mình trồng kiển lá cho ôm lên mấy gốc cây này. Tại vì kiển lá nó cũng dạng thân nó bám lên mà, nó bám lên mấy cây cổ thụ mà, mình cho ôm lên không biết có đẹp không, chắc là đẹp quá. Hey, cũng vàng mai xanh. Nhiều người nói sao trồng mai xanh hay quá, họ trồng hoài không có bông. Mình nghĩ chắc là do khác giống á, trồng giống Việt Nam, giống Đà Lạt á, nó không có lên tốt bằng. Cây này bạn nhớ là bữa mình cũng mới cưa năm ngoái á, mà hôm nay đầu nó sum xê rồi. Cây này cũng là một cây mai mà trồng từ hạt luôn. Cây mai này bông cũng đẹp lắm. Năm ngoái thì nó vẫn còn trong chậu. Còn sau Tết vừa rồi là mình cho xuống xuống đất luôn. Ôi, con bạn kỳ nhông bé xíu xíu. Thấy không? Núp rồi. Đâu rồi? Bò mục tiêu rồi. Nhỏ xíu à. À, leo lên đây luôn rồi hả? Chưa thấy luôn. Anh chưa biết nó nằm khúc nào. À, rồi. Anh thấy không? Nó đang nằm trên cái lá kìa. Bé tẹo teo. Mùa này cũng là mùa nở của nó. Thôi không bắt đâu, đi chơi đi. Bắt lỡ chụp mạnh quá cái. Này cũng cây đa long ha, này cây sạp. Mấy cây này đi xuống lúc mà xây nhà đi xuống tận miền Tây mua. Xuống tận miền Tây đem về luôn. Để coi cái nhà mình hồi đó mình mua là 20, hồi nãy mình nói nhiêu, 21 cây hả? Hồi đó 1 cây nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 7 cây, 8 cây, 8 cây với lại 1 cây ở bên nhà ngoại nữa là 9 cây. Coi như là 22 cây mà giờ còn có 9 cây à. Nhưng mà vẫn rẻ so với 180 triệu 22 cây. Ví dụ như chở cây này, cây này hồi đó mua có, nếu mà chia ra luôn này nọ, cây này lớn đi, 180 mà chia cho 22 thì cây này lớn cho thành 10 triệu cây đi. Quá rẻ, quá là rẻ. Giờ không biết nhiêu tiền, giờ khó mua. Được cái cây mai của Việt Nam mình vô ngày Tết thì nó đẹp, rất là đẹp ha, ấn tượng. Nói chung mai hay đào gì cũng đẹp á, đào mình cũng thích, nhưng mà đào hay trồng ở đây không có hợp. Hồi xưa là nhà mình làm về nông sản. Thì có rất là nhiều mối ở ngoài Hà Nội á, chuyển về rau củ quả nông sản từ Hà Nội, rồi từ cái tuyến biên giới đồ vô đây mình. Thì Tết là những cái bạn hàng của phụ huynh cũng có tặng những cây đào, chưng vô ngày Tết thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà đầu qua Tết trồng lại là trồng được, tại trong đây nó nóng quá, nó đổ nhựa ra hết rồi, chết. Ui da, rồi
kiến cắn. À, bữa nào qua nhưng mà HT chưa có hàng. HT Exotic nói bữa nào có kiến thiết kế một ổ, mình sẽ thiết kế một ổ kiến ha, nuôi chơi coi kiến nó làm việc như thế nào, coi nó teamwork như thế nào, rồi kiến chúa sinh sản sao, kiến thợ đi làm đi ăn tha mồi xây tổ sao cũng rất là hấp dẫn. Nghĩ là hấp dẫn chiêu à, cái đó tối nằm lên đèn là dính á. Nè, hồi xưa là đất nó rất là thấp ha, rất là thấp. Hồi xưa mình đổ đất ở đây rất là nhiều luôn á. Đó, các bạn thấy là đường này cũng lên sau này rồi, chứ lúc trước là nó thấp chẩm mà. Nhà này lúc trước cao hơn đường, chứ bây giờ đường nó nhỉnh hơn cái nhà này chút xíu à. Đó, mà đổ rất là nhiều đất, đổ theo cái kiểu lên dốc đây nè. Kiểu lên dốc này thì nói chung mỗi kiểu nó có cái đẹp. Mà làm cái kiểu đồi lên dốc vậy đó thì nhìn nó lãng mạn, nó sang. Nhưng mà nó cũng có một cái mặt hạn chế là ví dụ như mình muốn đãi tiệc đồ đông á thì cái bãi cỏ mình nó không có bằng phẳng. Thấy không? Có những chỗ mà người ta chuyên đãi tiệc cái bãi cỏ nó bằng phẳng, còn mình thì nó đồi dốc lên xuống. Ok, để coi còn gì giới thiệu nữa không ta? Chắc hết rồi. Nhà cây này mọi người vô cũng thích mát. Nhà cây này là mình đặt hình như là không biết là ai ta quên, là ba mình đặt chứ không phải mình đặt. Năm công hay gì, bánh tre hay gì đó. Thì những cái này là những cái chân này nó sẽ có một cái tán ra ha. Cái này là ráp lại được. Thứ nhất là cái này, cái vàng này thứ nhất là không phải trồng từ nhỏ. Không phải trồng từng cái lên. Cũng không phải là nguyên cái hệ đưa vô mà nó từng cái chân như thế này. Rồi nó ra nó giống như cái kiểu dù, cái dù quán cà phê bây giờ các bạn, dù một chân một bên á, xè cây nè, thì cái này nó giống vậy. Mỗi cái là một cái chân lên chứ có nhánh nó tàn ra, xong người ta ráp vô. Từng cái module ráp vô thì nó thành nguyên cái chỗ này. Nó rất là mát. Cái nhà này á thì nó rất là mát. Nó chống nhiệt rất là tốt ha. Nó mát hơn những cái nhà, những cái mái bằng bạc, bằng tôn rồi rất là nhiều. Thì nó chỉ có một cái hạn chế là nó sẽ rụng lá. Nó rụng lá. Và mưa thì nó xuyên qua được, nhưng mà bù lại là nó giảm cái nhiệt rất là nhiều. Đó. Và nó rất là hay ha bạn ha. Ngày xưa ở đây là một cái chân nữa nè. Ngày xưa ở đây là có một cái chân trụ nữa. Chân giống vậy. Đưa lên đây nè bạn coi, cái dấu cắt còn nè. Đây là những cây có dấu cắt nè. Thấy không? Đó. Ở chân trụ đưa lên đây. Bên đây cũng một chân ở đây. Với lại bên này một chân nữa. Đó. Thì nó có cái chân. Thì lúc trước xe của mình á, xe của mình là đậu dưới mấy cái tàn cây đó. Ồ quá mày. Xe của mình đậu. Chó này nó ngoan rồi, nhưng mà nó gặp đứt nó vẫn cự. Bữa nào còn cái thử thách cho nó nữa. Lúc trước xe mình là đậu ở dưới cái tàn cây, nhưng mà đầu mưa, mùa mưa thì nó rất là dơ, xe đi ra đường nhiều khi xấu hổ. Nó cái cây đó là cây sạp ha, tới mùa nó rụng lá, nó rụng kín mít luôn, nó rụng coi như muốn phủ cái xe luôn vậy đó. Đó rồi bụi từ dính trên cái lá cây á, nó gặp nước mưa nó nhiễu xuống cái xe, nó ố dấu bụi rất là nhiều luôn. Rồi cây sạp đó vô mùa nó có trái nữa các bạn, trái nó gớt xuống coi như là lúc mà nó chín nó gớt xuống, nó hộp, nó giống như có cái hộp của cây trứng cá vậy đó. Nó dính đầy cái xe y như bị sida vậy, cục luôn. Đi ra đường nhiều người hỏi chổi xe bị gì mà thấy ghê quá đó. Thì lúc trước xe đậu đó, rồi sau này mình mới lấy thêm chiếc xe điện VinFast nữa, cho nên là quyết định là làm cái chỗ để xe cho nó vừa sạch sẽ mà vừa bảo quản cái xe tốt hơn. Chứ đậu ở đó mùa nắng á, thì cái xe rất là nóng. Còn mùa mưa thì xe rất là dơ. À, thì bây giờ mình mới làm bên này để gắn cái máy tôn để hai xe vô.
Và điều đặc biệt á là muốn cái xe lúc trước á, như nãy mình có nói ở đây nó có một cái cột và ở đây có hai cái cột, thì muốn cái xe nó chạy qua được chỗ này á là mình phải cưa luôn, cưa luôn. Thì lúc đầu á là mình tính, lúc đầu là mình tính là mình sẽ bỏ nguyên cái dàn này, bỏ nguyên cái dàn này để mà cái xe mới đi vô được. Nhưng mà sau đó mình thấy bắt đầu những cái rễ á, các bạn thấy những cái cây này được cái là cái rễ nó ra từ thân luôn ha, những cái cây dòng si này là cái rễ nó ra từ thân luôn. Thì những cái rễ đó đầu ví dụ như những cái cây này nè đó, cái rễ nó ra từ thân luôn rồi, mấy cái rễ này nó ăn vô những cái cây khác, nó kết nối được với nhau đó. Cho nên khi mình chỉ cần cưa cái chỗ này, có nghĩa là mình cưa cái gốc nó đi mà nó vẫn sống ở trên, nó vẫn sống á các bạn. Này nó cũng có chết một số cái nhưng mà về cơ bản là nó vẫn sống được đó. Bên kia cũng vậy, tạo cái đường vô đây luôn. Giờ hai xe nằm trong đó là nó vừa vừa sạch sẽ mà nó tốt cho cái xe hơn đó. Rồi ok các bạn, đi tham quan một vòng khuôn viên nhà, coi những cái cây cảnh rồi các thứ ha. Thì sắp tới đây là những cái cây mai này sẽ được lặt lá, thì lúc đó mình cũng sẽ tranh thủ quay lại những cái khoảnh khắc đó, những cái khoảnh khắc mà cái người Việt Nam mình chuẩn bị đón Tết thì sẽ chuẩn bị cái gì. Thì điều đặc biệt là năm nay Tết nó đến sớm, hình như khoảng 7 tuần nữa, thấy người ta nói phải 7 cái chủ nhật nữa là tới Tết rồi đó. Thì Tết sẽ có dọn nhà, lặt mai, dọn dẹp nhà cửa, cái gì nấu bánh chưng tét đó. Thì có sẽ có thiết kế ra nhiều cái hoạt động cho gia đình quay quần lại vui vẻ với nhau, và gửi đến các bạn những cái thước phim mà nó ấm cúng, nó vui vẻ cho cái ngày Tết ha. Rồi chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bye bye.